Thưa quý vị, từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2023, quận Cẩm Lệ tổ chức khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia công an nhân dân đợt 1 năm 2024. Việc tổ chức khám tuyển năm nay được địa phương tổ chức chặt chẽ, chu đáo. Anh Huỳnh Văn Phước, tổ 27 phường Hòa Xuân, có việc làm ổn định với vị trí là một giáo viên dạy bơi. Sáng nay, thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe, anh sắp xếp công việc đến địa điểm khám. Anh rất vui và tự hào vì được trúng tuyển tham gia nghĩa vụ năm 2024. Hiện nay thì em đang là một giáo viên dạy bơi tại Hải Châu, nhưng mà khi mà có lệnh gọi để khám nghĩa vụ thì em chấp hành thực hiện và em được trúng tuyển thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và em mong muốn thời gian tới mình sẽ cống hiến cho việc phục vụ của đất nước của mình. Cũng như anh Huỳnh Văn Phước, trong thời gian này trên 1.800 thanh niên đủ điều kiện được quận Cẩm Lệ gọi khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia công an nhân dân năm 2024. Trong những ngày tổ chức khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và các địa phương trên địa bàn có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Quá trình khám sức khỏe được tiến hành chặt chẽ. Ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa các ban ngành, hội đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, thông tư, hướng dẫn liên quan và đưa thanh niên lên trạm khám. Hôm nay là ngày đầu tiên khám của quận, thì tinh thần khí thế của thanh niên lên trạm đến thời điểm bây giờ là rất là bảo đảm, gọi 90% quân số đã lên trạm và đang tiến hành khám. Có là thanh niên bây giờ cũng đã nhận thức được rất tốt về cái vấn đề là lời trách nhiệm đối với Tổ quốc trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2024, quận Cẩm Lệ được thành phố giao chỉ tiêu tuyển 175 công dân, trong đó có 135 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 40 chỉ tiêu tham gia công an nhân dân. Theo kế hoạch, công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn thành vào ngày 5 tháng 12. Đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2023.